Ngày hôm nay ta có hợp chất phe AL cu. Câu hỏi của chúng ta ngày hôm nay là làm thế nào để tách ba thằng này ra? Làm thế nào? Các em có biết không? Dạ không ạ. Ở đây Fe là sắt. Sắt. Đúng rồi. AL sẽ là nhôm. Nhôm. Còn cuối cùng cu sẽ là đồng. 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 Chính xác. Để tách được cái hợp chất này ra thì chúng ta cần một phản ứng hóa học. Đấy chính là 2BDN. 2BDN là gì? Là gì? À, 2BDN là hai bao đựng nhớt. Ôi, sao lại... 2BDN ở đây là hai bà đồng nát. Ôi trời ơi. Sao lại hai bà đồng nát hả thầy? Bà đồng nát. Khi ấy, ta đã có hai bà đồng nát ở đây thì ta sẽ thả vào hợp chất này. Ừ. Và mất trước mất sau. Mất cu luôn. Bởi vì cu là đồng. Đồng. Cu là đồng. Cu là đồng. Đồng có giá trị lớn nhất. Cho nên sẽ mất trước. Và chúng ta quay lại nhìn hai bà đồng nát. Khi đó chúng ta sẽ thấy phản ứng hóa học rất là mãnh liệt. Thậm chí hai bà có thể lao vào đánh nhau để tranh nhau. AL. AL là nhôm. Nhôm. Chính xác. Nhôm có giá trị cao thứ hai. Chính vì thế hai bà đánh nhau. Nhau. Bài học của chúng ta ở đây là khi nào gặp phải câu hỏi muốn tách hợp chất phe ALQ thì chúng ta cần hai bà đồng nát. Đúng. Chúng ta cần thả bà đồng nát. Bài học của tôi đến đây là kết thúc. Xin mời teacher Nam lên dạy bộ môn English. Dạ, mời thầy ạ, mời thầy lên English ạ. Vâng, vâng, mời thầy. Sawadika, hello. Dạ, thưa cô, cháu xin tự giới thiệu, cháu là thầy giáo dạy tiếng Anh nhưng mà tu nghiệp là ở Thái ạ. Và cháu nghĩ rằng người Thái Lan nói tiếng Anh là chuẩn nhất. Dạ, thưa cô, để mà bây giờ muốn con cái của mình trở thành công dân toàn cầu thì cánh cửa mở ra đó chính là tiếng Anh. Tiếng Anh thì không phải mình học ở một cái gì nó cao sang, cái gì nó phức tạp, mà tiếng Anh nó lại bắt nguồn từ những thứ đơn giản nhất. Và ngày hôm nay cháu xin dạy cho em nhà mình những kiến thức cơ bản. Đầu tiên đó là từ ngày mai. Ngày mai. Ai ở đây biết từ ngày mai như nào ạ? Em biết. Xin mời em. Từ này là tomorrow ạ. Sai lầm. Em nói tiếng Anh là phát âm theo kiểu tiếng Việt. Và khi mà em giao tiếp như vậy với lại người bản xứ, người Anh, người Mỹ, chắc chắn họ không hiểu. Thế đâm ra để cho mọi người dễ hiểu, tôi bắt đầu phân tích từ T-O. T-O tiếng Anh chuẩn đọc sẽ là thảo. 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 Không, cái lưỡi của em nó phải uốn lên trên. Thảo. Thảo. Hai, ba. Thảo. Đúng rồi. Tiếp theo là từ M-O. Thảo. Mua. 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 Không, mua của cô là cái lưỡi của cô uốn lên nó thành mua. Hoặc là dí xuống là mua. Đúng không? Nhưng mà cái lưỡi phải thẳng ra. Mua. Bè. Sao bờ lẻ ra thế nhỉ? Mua. Mua. Hai, ba. Mua. Mua. Yeah. Và từ A, O, W nó đọc là Sao đọc buồn cười thế nhỉ? Dạ vâng, ngày mai nó là sự tươi sáng. Thế đâm ra là cái âm cuối này mình phải ngân ra. Wow, 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 wow. Hai, ba. Wow. Hai, ba. Wow. Hai, ba. Wow. Chuẩn, nó là wow. Ok. Vậy, từ ngày mai tiếng Anh chúng ta sẽ phát âm là Tomorrow. Hai, ba. Mình có ngày mai rồi. Đã. Thì phải có quá khứ. Quá khứ ở đây nó là từ ngày hôm qua. Từ này thì đọc
hai cái từ này kết hợp lại. Nhưng cái vấn đề ở đây là cái từ đầu tiên này phải kéo dài, thật là dài ra thì nó mới giống người Mỹ, đúng không? Nó sẽ đọc như sau. Không, nó có hai cái từ. Đấy, cái từ này nó đảo để ra cái âm sau cho nó Tây mà, cho nó giống người Mỹ. Yeah. Yeah, cháu mời cô, cháu xin mời cô đọc lại cái từ này rồi giúp cháu cái ạ. Dạ, cháu ví dụ rồi đúng không ạ? 2, 3. Khó thể. Vậy cái từ ngày hôm qua khi mà phiên âm ra tiếng Việt nó sẽ như thế này, để mọi người dễ tưởng tượng. Yeah. Yeah. Thế. Thế. Ready. Ready. Ok, 2, 3. Yeah. Ready. Bây giờ thì xin mọi người đọc lại để khóa cái phần này ở đây nhá. Xin mời. 2, 3. Cô, dạ cháu xin mời cô đọc lại ạ. À, 2, 3. Amazing. Như thế là được rồi đấy cô ạ. Xử lý một thời gian nữa nó sẽ mềm mại hơn. Hay hay à thầy hay. Dạ báo cáo với ba thầy ạ. Tôi có cái từ này ấy, thế mà ở cơ quan mà không làm sao mà tôi đọc được. Lần nào tôi đọc nó phiên âm là nó cũng sai ạ. Bây giờ có ba thầy đây, nhất là thầy tiếng Anh ở đây rồi. Thế nhờ ba thầy là đọc sang tiếng Anh cho tôi được không ạ? Đọc kiểu chuẩn đấy ạ. Thế đơn giản quá, cái này là cầu thủ người Thụy Điển. Đấy, đọc ra là Ibrahimovic. Cái gì ạ? Ibrahimovic. Ôi giời ơi, đọc thế không được rồi. Các thầy mà đọc thế người Anh người ta không hiểu đâu ạ. Thế đọc thế nào? Đọc thế là sai rồi. Đọc ý là phải đọc như thế này này. Im đi không tao cho ăn phích. Cái gì ạ? Có hiểu không ạ? Không. Im đi không tao cho ăn phích. Ăn phích. Sao lại ăn phích à? Tôi lạy ba ông. Ba ông vào đây ba ông định lừa tiền tôi đúng không ạ? Hả? Ba ông ở cả cái phố này ai người ta lạ mặt gì ba ông? Ông này là ông Trung con nhà ông Bình. Ông kia là ông Nam con nhà ông Bắc. Còn cái thằng đầu chọc kia kìa, thằng che mặt kia kìa, thằng Dũng con nhà ông Mãnh. Dũng Mãnh Nam Bắc Trung Bình. Rồi ôi bỏ học từ lớp 6 rồi mà bây giờ ba ông vác mặt đến đây để dạy con tôi. Dạy đi, ba ông dạy đi. Hả? Dậy đi thế nào? Thôi. Dậy luôn đi để tôi báo công an luôn. Thôi. Nó bảo là vào nhà nó đóng giả làm thầy, xong rồi lừa cô lấy 1 triệu. Nó.